Tối ngày 26 tháng 6 tại tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khai mạc liên hoan búp sen hồng lần thứ 26 năm 2023. Liên hoan quy tụ hơn 2.000 đại biểu cán bộ phụ trách thiếu nhi đến từ 41 công thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, khu vực phía Nam và nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La. Liên hoan búp sen hồng là hoạt động lớn dành cho thiếu nhi được tổ chức luân phiên mỗi năm một tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam trải qua 3 thập kỷ hoạt động, liên quan là sân chơi mang đậm tính nghệ thuật dành riêng cho thiếu nhi, giúp các em giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác nhau ở khu vực phía Nam. Năm 2023, nhà thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng lần đầu tiên được đăng cai tổ chức liên quan búp sen hồng lần thứ 26. Liên quan gồm các nội dung chính như chương trình biểu diễn nghệ thuật, trao tặng các công trình an sinh xã hội, tham quan các điểm di tích văn quá trên địa bàn tỉnh, giao lưu ẩm thực dùng miền giữa các đơn vị, biểu diễn nghệ thuật múa rơm vong của thiếu nhi tất cả các đoàn. Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức liên quan ẩm thực đường phố Hương vị Sóc Trăng lần thứ tư với chủ đề Chợ quê trong phố, liên quan kéo dài đến hết ngày 28 tháng 6. Nhằm trau dồi và rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên trong trường các trường đại học, thì mới đây trường đại học mở Hà Nội đã phối hợp với Học viện Kỹ năng mềm Espirito Leaders tổ chức khóa huấn luyện miễn phí, giọng nói hay, ước mơ bay. Đây là cơ hội giúp các bạn sinh viên nâng cao cho mình kỹ năng giao tiếp, một trong những kỹ năng mềm quan trọng trong mọi ngành nghề. Có thể nói kỹ năng mềm góp phần quyết định bạn là ai, làm việc như thế nào và hiệu quả ra sao dù bạn ở đâu, làm gì, thì kỹ năng mềm cũng rất cần thiết. Loại kỹ năng này cần cho tất cả mọi người. Với riêng các bạn sinh viên, việc trau dồi, rèn luyện kỹ năng mềm lại càng quan trọng. Có thể quyết định tương lai của sinh viên ngay cả khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường hay ra ngoài xã hội. Với sự phối hợp của hội sinh viên, Đoàn Thanh niên Đại học Mở cùng Học viện Kỹ năng mềm Inspirity Leaders với khóa huấn luyện miễn phí, giọng nói hay, ước mơ bay, sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm một sự lựa chọn cho việc hoàn thiện kỹ năng của bản thân. Tại khóa học giọng nói hay ước mơ bay, ngoài việc được giao lưu trò chuyện cùng các diễn giả, hiện là các MC tại các kênh truyền hình lớn, các bạn sinh viên còn có cơ hội được tham gia hoạt động khám giọng miễn phí để hiểu hơn về giọng nói của bản thân và hướng đến việc cải thiện, nâng cao kỹ năng liên quan trong quyết định tương lai của mỗi người. Hà Nam hiện có 8 khu công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 80%. Số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khoảng gần 80.000 người. Và trong đó, thì số lao động trong tỉnh khoảng gần 50.000 người có nhu cầu thuê hoặc là mua nhà ở với giá rẻ. Chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giúp hàng trăm người có thu nhập thấp, an cư, lạc nghiệp. Khu dịch vụ nhà ở công nhân khu công nghiệp Đồng Văn 4, huyện Kim Bảng có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng gần 142.000 m2 với 2.235 căn hộ. Đến nay đã có 25 hộ công nhân đầu tiên đủ điều kiện mua và sẽ nhận bàn giao vào tháng 7 tới đây. Khi mà có nhà ở thì sẽ thuận tiện hơn cho công việc của tôi. Thứ nhất là đi làm sẽ gần hơn và có thời gian để chăm sóc cho con cái và gia đình hơn. Cái mức vay thì phù hợp với cả đồng lương của công nhân chúng tôi, với cả đảm bảo được cái đồng lương sinh hoạt hàng tháng và vừa sinh hoạt và vừa đóng lãi đóng gốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận, phê duyệt cho vay và giải ngân cho 102 khách hàng có nhu cầu vay vốn để xây mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở. À, trong thời gian tới thì chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam sẽ tích cực phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng quan tâm ưu tiên dành cái nguồn lực của địa phương và bị thác sang ngân hàng chính sách để cùng với cái nguồn vốn từ Trung ương có tạo được cái nguồn vốn tốt nhất để hỗ trợ cho các đối tượng là chính sách đúng đắn thiết thực đối với các đối tượng được thụ hưởng nên khi triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành và nhân dân Tuy nhiên tiến độ xây dựng tại một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn chậm đối tượng được duyệt mua thuê mua nhà ở xã hội còn ít nên việc giải ngân cho vay cũng còn hạn chế. Tối ngày 26 tháng 6 tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức giải vô địch Karate miền Nam lần thứ 2 năm 2023. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 28 tháng 6. Về tham dự giải vô địch karate miền Nam lần thứ 2 năm 2023, có hơn 267 huấn luyện viên vận động viên của 13 đơn vị tỉnh, thành, ngành thuộc khu vực phía Nam. Các vận động viên tham gia tranh tài 75 bộ huy chương nam nữ ở 4 nhóm tuổi, từ 10 đến 11 tuổi, 12 đến 14 tuổi, 15 đến 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Đây là giải thi đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao hàng năm của Tổng cục Thể dục Thể thao. Qua đó phát hiện và tuyển chọn bồi dưỡng những vận động viên trẻ xuất sắc, chuẩn bị lực lượng kế cận tham gia Đại hội Thể thao SEA Games, ASEAN và Olympic. Trong ngày khai mạc, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 7 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đơn vị thứ nhì là Đồng Tháp với 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đơn vị về thứ ba là Thành phố Cần Thơ với 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Ngày 25 tháng 6, một xe khách lưu thông tại Phú Yên đã đâm vào nhà dân và khiến một người tử vong, ba người bị thương. Đến trưa ngày 26 tháng 6, lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc xe ô tô khách ra khỏi hiện trường. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6, anh Võ Trọng Dưỡng, sinh năm 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B 01323 chở 30 hành khách lưu hành theo hướng Bắc Nam đến km số 1304 cộng 600 trên quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Chí Thạnh, huyện Tuy An thì bất ngờ lao vào một nhà dân bên đường. Mặc dù lực lượng cứu hộ và người dân đã kịp thời hỗ trợ đưa hành khách ra ngoài, nhưng vụ tai nạn đã làm lái xe tử vong trên đường đi cấp cứu cùng ba hành khách bị thương. Rất may, tại thời điểm xảy ra tai nạn, không có ai ở trong nhà nên tránh được thương vong, nhưng nhà sập hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Do áp lực, sức khỏe không đảm bảo, khối lượng công việc lại nhiều Công việc chậm trễ, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Con Tum đã có nhiều công chức địa chính Xây dựng tại các xã, phường xin nghỉ việc Và dẫn đến tình trạng khó khăn trong công tác quản lý đất đai Giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum là đơn vị hành chính cấp xã loại 1 của tỉnh Con Tum với hơn 5.000 hộ dân. Hiện, phường đang quản lý trên 10.000 thửa đất, với 8 dự án được triển khai, cần đo đạc, kiểm đếm, thu hồi đất và nhiều hồ sơ đất đai cần có cán bộ địa chính xây dựng để xử lý. Tuy nhiên, năm 2022 và đầu năm 2023, hai cán bộ công chức địa chính xây dựng tại phường đều xin nghỉ việc, dẫn tới mọi hoạt động liên quan đến công tác địa chính xây dựng bị ách tắc. Phường đã chủ động có các văn bản gửi để hẹn với hộ các hộ dân và các tổ chức để chậm giải quyết hồ sơ để tìm bố trí khi có cán bộ khi có công chức địa chính mới tiến hành lập các thủ tục để đề nghị giải quyết thủ tục chính cho hộ dân. Theo báo cáo từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn thành phố Con Tum có 6 cán bộ công chức địa chính xây dựng tại các xã, phường xin nghỉ việc. Ủy ừ, ban thành phố đã điều chuyển công chức địa chính các xã phường mà từ hai công chức địa chính uh, trở lên để đánh nhận nhiệm vụ tại các uh, xã phường mà khuyết công chức địa chính để đảm đương nhiệm vụ uh, đáp ứng theo yêu cầu uh, cùng với đó là uh, điều chuyển một số công chức địa chính mà có kinh nghiệm uh, thực hiện nhiệm vụ tốt để ở các xã phường đấy nhận nhiệm vụ ở các uh, xã phường mà đang triển khai khối lượng công việc rất lớn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Hiện tại, thành phố Con Tum đang triển khai gần 30 dự án với diện tích thu hồi trên 1.100 hecta, ảnh hưởng tới khoảng 3.800 hộ và tổ chức. Trước tình trạng nêu trên, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân. Tỉnh Con Tum cần sớm có giải pháp để khắc phục tình trạng này. Hiện trên những triền đê và rừng ngập mặn, các xã bãi ngang ven biển của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình hoa số vẹt nở trắng cả một vùng. Đây là thời điểm thợ nuôi ong trong và ngoài tỉnh đưa những đàn ong về đây để khai thác mật tự nhiên, đem lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái ven biển của tỉnh. Toàn huyện Kim Sơn có trên 700 hecta rừng ngập mặn, chủ yếu là trồng cây sú vẹt, có sức sống khỏe, chịu được ngập mặn, nhiều hoa nên rất hấp dẫn các loài ong. Khi loài hoa này nở rộ vào cuối tháng 4 đến cuối tháng 8, khoảng 20 chủ nuôi với khoảng 5.000 đàn ong được người dân trong và ngoài tỉnh mang về đây khai thác nguồn hoa tự nhiên. Hoa vẹt nó sẽ nở vào buổi sáng, con ong nó đi làm là được khoảng chừng từ buổi sáng đến 8 giờ thôi là nó lắng lên là hoa nó 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 cúp vào là cái lượng mật nó giảm bớt đi mà lắng con ong nó cũng không đi nữa. Và buổi chiều thì thì ong nó lại đi làm bình thường nhưng buổi chiều thì nó sẽ loãng hơn buổi sáng. Nghề nuôi ong cho thu nhập cao, xong cần đòi hỏi sự cân cu chịu khó bởi thời điểm vào vụ ong làm mật cũng là lúc thời tiết nắng nóng gai gắt người nuôi ong phải làm mái che để tránh nắng vệ sinh thùng ong sạch sẽ thường xuyên đảo cầu để mật lên đều nắm bắt được diễn biến sức khỏe của từng đàn ong bởi đây là loài rất nhạy cảm với thời tiết và dễ nhiễm bệnh để mật ong nó được chất lượng ngon ấy thì phải có được đàn ong mạnh đàn ong khỏe thì nó mới đem ra được giọt mật đó già và giọt mật ngon. Năm nay thời tiết thuận lợi, mật ong từ phấn hoa sú vẹt thơm và màu đẹp hơn, người nuôi rất phấn khởi. Trung bình 1.000 thùng ong cho thu hoạch khoảng 8 đến 10 tấn mật một vụ hoa. Sản lượng mật vào khoảng 50 đến 70 tấn, giá trị hàng tỷ đồng. Nhờ vậy rừng ngập mặn Kim Sơn không chỉ bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái ven biển mà còn tạo ra sinh kế bền vững cho người dân. Trong đó nuôi ong lấy mật là một mô hình tiêu biểu. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngày 25 tháng 6, Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 32 triệu tấn ngũ cốc đã được phân phối ra thị trường thế giới thông qua hành lang ngũ cốc biển đen kể từ tháng 8 năm ngoái. Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia là những quốc gia chủ yếu nhận được lượng ngũ cốc này. Số lượng ngũ cốc xuất khẩu đến châu Phi đã tăng gấp đôi trong 6 tháng qua chiếm 12% tổng số lượng xuất khẩu từ các cảng Biển Đen. Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen được trung gian bởi Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu do xung đột Nga-Ukraine gây ra. Thỏa thuận sẽ hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 và Nga đang xem xét rút khỏi thỏa thuận nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón không được khắc phục. Thưa quý vị, đến tháng 9 năm nay thì số chuyến bay quốc tế đến uh, thì nhiều khả năng là phục hồi ở mức 86% so với năm 2019 và đến năm 2024 dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn về mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhu cầu du lịch đến Hàn Quốc trong kỳ nghỉ hè năm nay được dự báo tăng 364% so với năm 2022 và tăng 84% so với năm 2019 sự tăng nhu cầu du lịch nước ngoài dự kiến sẽ tạo ra những sự gia tăng trong việc mua sắm miễn thuế vào mùa cao điểm hè đầu tiên sau khi mở cửa trở lại các cửa hàng miễn thuế hàn quốc đã chấp cơ hội để tổ chức kinh doanh bằng việc tổ chức các sự kiện giảm giá và cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng lotte duty free đã giới thiệu dịch vụ hộ chiếu di động cho phép khách hàng mua sắm miễn thuế chỉ bằng điện thoại thông minh Nhật Bản có thể đã bước vào làn sóng thứ 9 của dịch bệnh COVID-19 và do đó thì cần phải có những biện pháp bảo vệ những người cao tuổi dễ mắc bệnh. Nhận định này được chuyên gia Shigeru Omi là cố vấn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản về COVID-19 đưa ra sau cuộc gặp với thủ tướng Fumio Kishida. Số ca mắc COVID-19 tăng trong thời gian gần đây sau khi chính phủ nới lỏng biện pháp phòng dịch và do đó cần có biện pháp phòng ngừa để giảm số ca mắc trong mùa hè này. Ông Omi cho rằng làn sóng thứ 9 đã bắt đầu và số ca mắc tăng do tiếp xúc nhiều hơn. Người có nguy cơ cao nên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Chưa rõ số ca mắc trong làn sóng này có vượt số ca của làn sóng thứ 8 hay không, nhưng chính phủ cần tập trung vào giảm số ca tử vong và duy trì các hoạt động xã hội. Okinawa là khu vực có số ca mắc cao do hệ thống y tế kém và tỷ lệ tiêm chủng thấp so với các tỉnh khác. Vận động viên người Australia Fengor đã lập kỷ lục thế giới tại giải vô địch Dead Cow Gunty Backyard Ultra sau khi chạy gần 700 km trong hơn 4 ngày. Cuộc đua này đặt ra thử thách sự chịu đựng khi các vận động viên phải chạy liên tục trên một đường rất dài, 6,71 km trong một giờ. Cuộc đua này được mô tả là gần như không có vạch đích. Lý do là vì cứ mỗi một giờ, vòng chạy mới sẽ bắt đầu lại và những người chưa hoàn thành vòng chạy trước sẽ bị loại. Vận động viên trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Gore đã vượt qua các vận động viên khác để trở thành người cuối cùng hoàn thành và giành chiến thắng. Anh chạy với tốc độ trung bình 6,7 km mỗi giờ và đã tập thích nghi bằng cách tắm nước lạnh và chạy bộ đi làm thay vì đi ô tô. Kỷ lục cũ là 101 vòng, nay đã được anh phá vỡ. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn với nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp. Hiện toàn vùng đóng góp 32% GDP toàn ngành nông nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu nông sản tuy nhiên theo phản ánh được đăng tải trên báo nhân dân bên cạnh những địa phương phát huy tốt tiềm năng lợi thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực thì vẫn còn nhiều địa phương gặp khó khăn khi gia tăng giá trị mà chỉ bán nguyên liệu thô vì vậy để phát huy hết được thế mạnh và tiềm năng của toàn vùng ngoài việc nâng cao chất lượng nông sản thì cần phải có sự đột phá về cơ chế chính sách gắn với phát triển hợp tác xã tại mỗi địa phương Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 136,17 tỷ đô la Mỹ. Các dự báo cho thấy hoạt động xuất khẩu sẽ phục hồi dần trong 6 tháng cuối năm với nhiều tín hiệu khả quan. Tuy nhiên bài viết được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết nhận định là vẫn còn nhiều khó khăn phía trước đối mặt với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực đòi hỏi các doanh nghiệp ngành hàng cần phải đặc biệt quan tâm để có thể tiếp cận thị trường trong thời gian tới. Theo Bộ Công Thương, các FTA với những ưu đãi về thuế quan sẽ tiếp tục giúp cho hàng hóa của Việt Nam cạnh tranh hơn, dự báo sẽ mang đến những lợi thế nhất định cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. Thưa quý vị, dù hoạt động xuất nhập khẩu tại thủ phủ công nghiệp Đông Nam Bộ vẫn còn khá nhiều khó khăn, nhưng theo ghi nhận được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ thì vẫn có những tín hiệu đầy tích cực khi mà nhiều nhà máy mở rộng đầu tư với cam kết gắn bó lâu dài. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã có một số doanh nghiệp đăng ký tuyển thêm hàng nghìn lao động từ nay đến cuối năm. Đại diện một số doanh nghiệp cho rằng dù bức tranh kinh tế chung khá ảm đạm nhưng hy vọng thời kỳ này sẽ sớm qua. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tranh thủ thời gian này để tái cấu trúc lên kế hoạch phát triển cho giai đoạn dài hơi hơn. Theo quy định từ ngân hàng nhà nước thì từ ngày 19 tháng 6, trần lãi suất huy động đối với kỳ hạn dưới 6 tháng sẽ giảm xuống còn 4,75% một năm. Bài viết được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng phân tích là việc ngân hàng nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành lần thứ tư liên tiếp trong vòng 3 tháng qua là một trong những giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu giảm lãi suất, kích thích sản xuất và hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tuy nhiên theo các chuyên gia tài chính thì việc giảm lãi suất sẽ có độ trễ chứ không thể giảm ngay và ít nhất phải đến quý 3 năm 2023 khi mà áp lực chi phí vốn giảm, ngân hàng mới có thể giảm lãi suất cho vay. Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Và theo bài viết được đăng tải trên báo Hà Nội Mới, sau 10 năm đi vào đời sống, việc thực thi những cơ chế đặc thù được luật quy định đã mang lại những kết quả tích cực trong xây dựng và phát triển thủ đô. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia và dưới góc độ của các cơ quan quản lý, thực tế cho thấy là còn không ít vướng mắc mà thành phố Hà Nội không thể giải quyết do luật thủ đô hiện hành thiếu quy định về các cơ chế đặc thù. Trước thực tế trên, thì Bộ Tư pháp đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tham mưu sửa đổi luật thủ đô cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong bối cảnh hiện nay. Dự kiến dự thảo luật thủ đô sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023, thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 năm 2024 còn theo ghi nhận được đăng tải trên báo lao động thì những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía bắc đã có mưa vừa mưa to đến rất to gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân nguy cơ lũ quét sạt lở đất được dự báo còn rất phức tạp khi mưa lớn vẫn tiếp diễn để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện số 02 đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó Hôm nay ngày 27 tháng 6 hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc đến điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trong 2 ngày là ngày 28 và ngày 29 tháng 6. Theo thông tin được đăng tải trên báo Giáo dục và Thời đại thì từ ngày 24 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông suối nước dâng cao, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông Lộc Bình, huyện Lộc Bình đã chủ động vào tận nhà đón học sinh lớp 12 ra điểm thi sớm. Đồng thời các thầy cô giáo còn liên hệ các khu nhà trọ gần điểm thi, nhà dân cho học sinh ở trọ miễn phí trong những ngày đi thi. và phần điểm báo vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới hôm nay ngay sau đây là những thông tin về tình hình thời tiết trên cả nước cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt